Giờ mình đi ăn nhá. Em biết một quán này ngon cực. Ăn xong mình đi xem. Ê, bỏ thằng đấy chào anh đi. Thằng này, bỏ ví lại rồi cút. Người yêu mày, để tao chăm sóc. Nhanh lên. Ấy chà, lâm nạn mới biết quý nhân. Chúng mày, đuổi theo. Nó bỏ rơi mà vẫn còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ai bảo chúng mày là tao chạy trốn? Giơ tay lên, đề nghị tất cả theo tôi lên phường. Đi, đi. Anh có sao không? Anh đã dặn em chạy đi, sao còn quay lại? Dạ. Nếu gặp chuyện gì em cứ quay đầu bỏ chạy thật nhanh, đừng nhìn lại. Mọi thứ cứ để anh lo. Nhưng em lo cho anh lắm. Em đúng là người con gái anh cần tìm. Mình về thôi.